Thưa sư phụ, có Khanh Nguyễn hỏi, anh Kiệt nói về các tôn giáo sẽ quy tụ về đâu? Chúng sanh có thể giải thoát qua phương cách nào? Tất cả các tôn giáo đều thờ Thượng Đế. Những tôn giáo lớn nhất của hành tinh này đó là ông Mohammed Đạo Hồi Giáo, tụi Ả Rập Saudi, rồi Iran, rồi Iraq, rồi thờ Thượng Đế. Cái tôn giáo lớn thứ hai đó là Đạo Công Giáo ở bên Tòa Thánh Vatican bên Ý, là cũng thờ Thượng Đế. Rồi kế tiếp là nước Ấn Độ, đủ loại đạo, Ấn Độ có cả ngàn đạo luôn. Nhưng mà cái đạo lớn nhất cũng là Đạo Hồi đó, thờ Thượng Đế. Rồi Ấn Độ Giáo, Phạm Thiên cũng thờ Thượng Đế. Rồi chỉ có Đạo Phật thì biết Phật, chưa biết Thượng Đế. Cho nên cuối cùng cha với hội đồng chư Phật với Đức Thầy ngồi họp với nhau ở dưới hồng trần thế gian chúng ta. Bất cứ ai đụng chút chuyện lớn chuyện nhỏ đều cũng kêu trời ơi, vui cũng trời ơi, buồn cũng trời ơi, khổ cũng trách cha kêu cha. Hai chồng đang cười hí vui với nhau, vô phòng the cũng kêu trời ơi em đẹp quá. Cái kiểu nào cũng trời ơi hết. Nghe lúc đó Đức Thầy mới nói, nếu vậy em thì tất cả ai cũng kêu đạo trời thì thôi thiên tâm ra đời khúc giữa. Cứ nghe là đạo Phật được thế giới công nhận là đạo từ bi, không có thánh chiến, không có ôm bom tự sát. Và biết khi mình làm cái gì mình phải biết suy nghĩ nha, cái hậu quả nó sẽ đi về đâu. Giống như mấy con ngồi đây á, biết hậu quả con sẽ đi về đâu, đi về trời đúng không? Còn ngồi mà bàn tính chuyện giống như mấy thằng cướp đó, sửa cướp nhà băng á, thì nó trước khi nó ngồi nó bàn tính á, nó phải biết cái hậu quả nó sẽ ngọn tù đúng không? Thì mình cũng vậy, mình khởi tâm đọc kinh thiên, mình ra hội thiên mà mình biết mình sẽ đi về đâu, cho nên mình phải biết trước. Chứ khi mình đã làm rồi mình đâu có lúc đó lỡ rồi mang tội lại tội thêm. Nhưng mà trong lúc cái đường mình làm sai á, mình quay lại, cha cũng vẫn tha. Có một lần mấy vị cách đây mấy tháng nói những cái người ăn trên rồi, rồi sân trước sân sau làm chuyện rất là sai trái với nước Việt. Thí dụ họ quay đầu rồi sao? Nói gì họ quay đầu, họ cũng sẽ được giảm rất là nhiều tội. Nhưng mà có một cái họ chịu quay hay không, thì từ đó mấy vị mới đẩy sư phụ lên trên cộng đồng mạng nè, YouTube, mới nói là Thượng Thiên. Thì tới ngày hôm nay cái số mà Thượng Thiên nó cũng có chứ không phải không có. Cái công việc của sư phụ làm để mà loan truyền, để mà truyền tin cho mọi người á, là nó có tác dụng. Tới ngày hôm nay có một chút xíu hiệu quả. Mà cái số mà nó đang ăn hối lộ, hoặc là nó đang dự án này, dự án ma đó, người dự án ma rồi, nhiều lắm. Cái số đó thì nó biết là thủ nó đúng, nhưng mà nó vẫn nghịch thiên. Đến hôm nay chuyển tiền ở Mỹ gần mấy chục tỷ trong 2 năm nay mà. Cho nước Việt bây giờ là không có tiền. Bây giờ con tưởng tượng ai nhà nào người ta cũng có chiếc nhẫn đám cưới, mà giờ vàng người ta chôn, chỉ đưa tờ giấy lấy vàng của người ta, thế giống như cướp vậy. Rồi bây giờ bất cứ nhà văn nào của Việt Nam, ai có tiền mà đốt vô là không có lấy ra được, cái tờ giấy cũng không có nữa. Thì cách đây 3 tháng khi Nguyễn Kiệt có nói tiền Việt Nam thành tiền giấy, thì coi như trúng phần đó rồi, quá trúng luôn. Mà ngày xưa giờ có ai nghĩ ra không? Mấy vị nói tiền Việt Nam thành tiền giấy, hôm nay thành tiền giấy thiệt. Muốn in nhiều in nè, không có bảo chứng, không có gì hết. Chưa nói ba cái vụ Bitcoin mình đã nói đừng có đánh. Tại mấy ông muốn chuyển tiền qua Mỹ á, mà không có bị IRS sau này audit á, chỉ có đi đường Bitcoin. Thấy không? Đi qua đây mấy cái thằng bên này nè, chuyển cách này, chuyển cách kia,
mua nhà trả tiền mặt rồi đó, à, mấy cái đó. Mấy này á, mình cầm 100.000 cỡ chủ như vụ có cả tỷ trong tay á, mà đi mua chiếc xe nó còn hỏi tao không mua, tao phải điều tra mày tao mới dám bán á. Ừ, tao là chủ cái hãng gì, tao cầm 100.000 tao mua cái cần này có không bán không. Mà cái đường dây bên kia chuyển mà mấy chục tỷ, tụi nó hay thiệt, coi lực trời, coi trời bằng dung. Gần đây á, nhiều chuyện báo động lắm. Cái báo động là cái Tết năm nay nè, cái Tết rất là u sầu. Người Việt chưa từng chết đói, như là mình là lúa gạo miền Tây làm sao chết đói. Nhưng mà bây giờ đói thiệt á, tại vì là người biết trước sự việc, mình nghĩ dân mình đói là cái lòng mình chịu có nổi. Mà nhưng mà biết cái này một năm rồi, cho nên từ lúc mà ra cái bản quê hương á, để xin tiền á là thiệt á, chứ khi không không có cái ý mà khởi lên vậy đâu. Đúng ra bây giờ mình phải xin gửi về bây giờ nè, nhưng mà chưa sắp sửa để tết đi chứ. Xin sớm qua cái mà ổng ồ bển tao có một việc lo ở đây, tao lấy cái kim tao hút máu dần tiếp. Bên kia là cái nhà một năm mấy chục tỷ của Việt Kiều không. Đọc comment nữa con rồi hộ nó bông bơ. Bữa nay mình thứ chủ nhật relax một chút cho đầu óc nó chạy ru đai. Có gì hỏi? Dạ thưa sư phụ, có nghi phạm hỏi là các con em sinh ở Mỹ không đọc tiếng Việt được, bắt đầu tu như thế nào để thành thói quen? Hiện giờ ở ngoài trên cộng đồng mạng dùng software hay là có những người giỏi hai thứ tiếng Việt và tiếng Mỹ, lấy những cái clip mà hữu ích trên TikTok hay là của ai để chẳng, có những cái clip với hồ ta coi đến mấy triệu người á, mấy triệu lần view á, nhiều lắm, thì mình chạy chữ bằng tiếng Mỹ dưới cho nó đọc, nó chỉ cần hiểu đơn giản như vậy. Tại mấy đứa này nó chưa, cha mẹ nó không biết tâm linh thì làm sao nó biết tâm linh. Bây giờ muốn dạy con mình đó là mình phải là người hiểu, đúng không? Các con ở đây thì con của các con bảo đảm là sau này biết Phật, biết cha là ai rồi, thì cái đó là lỗi của phần của họ là nhiều, là họ là người có trách nhiệm phải dạy con họ. Cái ông này ổng đang nói về thời thận thế, ổng là người tốt, ổng kêu mình ăn hiền ở lành để được sống qua Covid, để được sống qua chiến tranh, và mình phải học cho giỏi để khi mà nước Việt gọi là đại đồng hòa bình lại, quốc nội quốc ngoại hòa bình, thì mấy đứa con đi về bển cũng là một cái nghề, cái chớp về bển làm, chứ không phải là đi làm cho Mỹ ở đây. Hay là Mỹ đây nó có thiếu về sách dân mình và mình giúp nước mình thì cũng trả lương vậy, cưới vợ Việt đừng cưới vợ Mỹ. Tại vì mấy đứa này mà nó ở những cái tiểu bang xa xa đó, chừng một thế hệ thôi là nó mất gốc hết, nó còn chả biết nó là gì. Đời con mà nó lớn lên là nó gia nhập vô cũng giống như bao nhiêu sách dân mà gì qua Mỹ, nó không biết nó là người Việt luôn. Nhưng mà người Việt của mình không có nên vậy. Đó là lý do tại Thanh Hụ có Thiên Long Sơn, để mà hàng năm á, là một cái du lịch thắng cảnh cho mọi người trên thế giới về thăm cái thành phố này và thăm Thiên Long Sơn, là cho mấy đứa nhỏ, rồi Thiên Long Giang, rồi mai mốt có tiền nữa thì Thiên Long Seattle hay là Thiên Long Virginia, Thiên Long Sydney rồi mình đâu biết, nhiều Thiên Long lắm, nhưng mà phải có giờ hết thời gian rồi. Thời gian của thường sẽ sắp lãnh nhiệm vụ lớn, còn giờ ngồi chơi đám rỗi đây nó tâm rảnh mới móc bận đó. Cái gì đang nói à, móc thua bận thì nhưng mà sau này
bận chứ cũng cũng làm được, là chỉ hướng người ta làm thôi. Khi mình có nhiều người giúp mình á, mình dễ làm đó. Ví dụ như thôi, chú Hữu có nhiều tiền, có cái chức gì á, hay làm chuyện đó bảo đảm còn lẹ hơn là cô làm nữa. Là cái ý thôi mà. Sư phụ có người tên Nụ Nguyễn á, chúc cho sư phụ sống 200 năm. 200 năm, mỗi lần ăn tối về á, phải đạp xe đạp nửa tiếng. Rồi thôi bảo trì cái thân tứ đại này không phải dễ đâu, khó lắm. Nhiều lúc chỉ muốn cho xong nhiệm vụ thôi, cho cha mẹ vui là được rồi. Chứ sống dài á cũng không phải là tốt lắm. Những gì thôi để lại y pháp bất y thân, để lại cuốn kinh đó, nãy đó, là đời sống hàng ngày, để lại tam đại tạng kinh đó, là cho những người căn cơ cao siêu á, để mà sau này họ lãnh đạo thiên tâm á, là họ chi cứu trong tam đại tạng kinh thì họ phải học thiền nhập định, họ phải thành thông. Rồi những người đời á, cả người Mỹ, người Trung Đông, họ cũng kinh thiên tâm tương lai thì dịch ra đủ thứ tiếng để cho tất cả mọi người, là vì họ không có mất cái phần tâm linh của họ, đó là thượng đế là thật, họ đang thờ thượng đế, nhưng mà hôm nay họ đổi nhưng cũng là cái trường đó, cùng là hiệu trưởng, chỉ đổi cách học thôi mà. Kinh Koran đổi thành kinh thiên tâm, kinh tăng ước cụ ước đổi thành kinh thiên tâm, vậy thôi. Đọc nữa đây nha. Dạ thưa sư phụ, có Thiên Hằng Nga sư phụ. Được rồi. Dạ. Thiên Hằng Nga hỏi là vì sao 99% người biết thiên cơ không được nói ra sẽ bị phạt, có phải không ạ? Vậy chứ phụ nói 3 năm nay còn thiên cơ không? Không nói mới bị trí đầu. Nghe bữa đức thầy trách mình, thiên hạ tác bồn thư là của con giải thích cho rõ để cho cái ông bác Châu La, để cho cái ông Râu Rì Đô Lan, ông cự nữ, thì làm ảnh hưởng tinh thần của nhiều người đang chiều hướng tu tập. Thì tại con không có giải thích rõ, mình giải thích kiểu nào ta bỏ tay luôn á. Cái đó là do con người chấp thôi, họ tu nhưng mà không có mở rộng cái tâm á. Nếu mà ai mở rộng cái tâm nhìn cái cục diện lớn và phải nghiên cứu cho kỹ, thật giả đâu có thể nào mà lên trên đây mà làm giả nữa. Chuyện impossible, không thể nào. Tại vì ông không nghiên cứu kỹ. Thì hôm nay để chờ ông ra cái clip thứ hai, ông còn cương nghị nữa không? Lũ nó mới xử. Dạ thưa sư phụ, con có một câu hỏi. Ví dụ mình có người thân của mình mất đó, là mẹ đó, đã mất được gần một năm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình lại nằm mơ thấy mẹ. Thì giấc mơ thì mình thấy giống như mẹ nằm ngủ, mẹ nói ngứa quá rồi gãi hoài cả tuần nay ngủ không được. Thì mình không hiểu sao, cho nên mình điện thoại về Việt Nam hỏi cái người chị mà ở dưới quê đó. Thì chị có nói là trong một cái tuần vừa qua đó, là giống như nhà cửa nó dơ đó, rồi mình vệ sinh nhà cửa rồi sơn nhà lại, rồi cho nên có để đồ đạc, một số đồ đạc lên cái giường của má mình hay thường ngủ ở lúc còn sống á. Thì mình thấy như vậy sao mà nó trùng hợp quá. Bây giờ không biết mẹ mình có được đi học đạo hay chưa, hay là còn ở bất vưởng hay đâu. Mình muốn mẹ mình được đi học đạo theo trời Phật thì mình phải làm sao thưa sư phụ? Đặt cái tên họ Thiên á, rồi ngày nào cũng nói chuyện cho bác nghe, nói mẹ đi cầu siêu đi, mẹ đi siêu. Cảm ơn sư phụ. Tại vì ở còn quyến lý gia đình á, nó có hiện tượng đó.
Dạ, dạ cảm ơn sư phụ. Vâng, Kiệt. Vâng, thưa sư phụ, nhiều quá lên mạng rồi chắc cũng bị chửi. Kiệt là dễ hơn, bớt bị chửi. Mình không có sợ ai chửi mình đâu, mình chỉ sợ người ta bị khẩu nghiệp thôi.